Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ăn chặn cả tiền ăn của vận động viên và câu chuyện quan chức ăn không chừa thứ gì của dân Tin tức liên quan đến việc 14 tuyển thủ bóng bàn của đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia Việt Nam dù được ăn theo chế độ 320.000 đồng mỗi ngày mỗi người nhưng vẫn thường xuyên ở tình trạng bị đói không đủ sức luyện tập đã làm nóng mạng xã hội Báo Tiền Phong vào ngày 2 tháng 10 với bài viết tuyển thủ trẻ quốc gia kêu đói cho biết hàng ngày sau khi kết thúc buổi luyện tập cuối cùng trong ngày đầy mệt mỏi, các vận động viên trẻ quốc gia môn bóng bàn độ tuổi từ 13 đến 17 về nhà ăn của đội ở Mỹ Đình. Bữa ăn thiếu dinh dưỡng của các tuyển bóng bàn cấp quốc gia lên mặt báo trong nước. Theo mô tả, mâm cơm chiều dành cho 8 vận động viên trẻ có đậu rán, cá ba sa kho, nem rán, một đĩa củ quả luộc của một bát canh cà chua váng mỡ dày đặc. Suất ăn được cho là chỉ giống như suất cơm bình dân, vậy mà có giá tới 800.000 đồng. Bữa sáng hàng ngày, mỗi vận động viên được cấp một gói xôi gấc bằng nắm tay và một chai nước ngọt tính với giá 100.000 đồng mỗi người. Vẫn theo báo Tiền Phong, một vận động viên trẻ cho biết nếu được ăn ở ngoài, cháu ăn bữa sáng có phở thêm quẩy hết 50.000 đồng Bữa trưa ăn cơm sườn 60.000 đồng, bữa tối ăn no cũng hết 70.000 đồng. Một ngày cháu chỉ ăn hết có 180.000 đồng là no rồi ạ. Bên cạnh đó còn có thông tin về việc các vận động viên trẻ còn phải nộp một khoản tiền cho huấn luyện viên trưởng Bùi Xuân Hà. Ngoài ra, phụ huynh còn phải chuyển thêm khoản tiền ăn thêm hàng tháng cho con mình trong Bùi Xuân Hà từ 1 đến 5 triệu đồng. Điều kỳ lạ là trong cùng một tháng, mỗi vận động viên trẻ phải nộp cho thầy Hà một số tiền khác nhau với mức độ chênh lệch rất lớn. Có em phải nộp 1 triệu đồng, nhưng cũng có em phải nộp tới 4 đến 5 triệu đồng cho thầy. Lý giải về điều này, ông Bùi Xuân Hà cho biết đây là những khoản tiền để chi cho đội tuyển đi ăn uống bên ngoài, đi xem phim, dã ngoại. Nhưng trên thực tế, các vận động viên khẳng định rằng họ chưa từng được hưởng những đại ngộ như ông Hà đã nói. Bữa ăn 800.000 đồng cho 8 vận động viên trẻ đội tuyển bóng bàn Việt Nam. Đó là lý do theo báo Tiền Phong, hầu hết các vận động viên trẻ đều phàn nàn khẩu phần ăn bị cắt xén và rơi dụng quá nhiều. Vì ăn uống không đầy đủ nên một số vận động viên phải thường xuyên tự đi mua đồ ăn thêm mới đủ sức mà luyện tập. Cá biệt có người chịu không nổi do mệt mỏi đã xin nghỉ tập. Đồng thời, báo Tiền Phong cũng có thêm bài phóng sự điều tra về video về khoản tiền ăn uống của tuyển thủ bóng bàn. Dưới phần bình luận của video, nhiều ý kiến bày tỏ sự bức xúc và bất bình rất nhiều. Đơn cử như nhìn mà rớt nước mắt, thầy mà cho ăn uống kiểu này thì sức đâu mà vụt bóng bàn, chỉ có ăn giải rút thôi. Hay có người lại nói, không rõ nhà bếp nào mà nấu bữa cơm quá soảng vậy hết tận 800 000 đồng Xem có con chuột chù nào nó sơi tái mất mấy phần của các em hay không Đáng chú ý trên mạng xã hội có bài viết kèm theo hình ảnh So sánh bữa ăn 800 000 đồng cho 8 vận động viên trẻ Với suất ăn trị giá chỉ có 26 000 đồng của Facebook Lê Anh Nuôi Bài viết này bình luận hai khẩu phần ăn với mức giá khác biệt nhau nhưng chúng ta hẳn sẽ cảm thấy khẩu phần ăn 26.000 mỗi người còn ngon hơn, tốt hơn cân đối hơn khẩu phần ăn trị giá 100.000 đồng mỗi người. Tại sao lại như vậy? Nên thể thao của Việt Nam không thể hóa rồng khi các vận động viên trẻ quốc gia phải ăn cơm bình dân hàng ngày. Đây chắc chắn không phải là đội duy nhất và cũng không phải là lần đầu tiên để xảy ra tình trạng như vậy. Vận động viên bóng bàn trẻ Việt Nam và Hàn Quốc chụp ảnh kỷ niệm. Trước sự phẫn nộ của dư luận với các bằng chứng sắc đáng, vậy mà ông Phan Anh Tuấn, Tổng thư ký Liên đoàn bóng bàn Việt Nam lại nói rằng, bàn huấn luyện, vận động viên báo cáo tình hình ăn uống vẫn đầy đủ, không như thông tin phản ánh trên truyền thông. Câu chuyện vừa kể trên đã khiến cho công luận liên tưởng đến phát biểu của bà Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước, nói của bà Quốc hội vào ngày 11 tháng 9 năm 2013 rằng các quan chức bây giờ họ ăn không chừa thứ gì của dân. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin ngày hôm nay Ăn chặn cả tiền ăn của vận động viên và câu chuyện quan chức ăn không chừa thứ gì của dân Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới Trung Khoa Thời báo chấm đề Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Vì sao Bộ Công an dưới thời ông Tô Lâm liên tiếp diễn ra các chính sách móc túi dần? Mới đây, Bộ Công an Việt Nam đã có đề xuất những giấy phép lái xe không thời hạn được cấp trước ngày 1 tháng 7 năm 2012 phải đổi sang giấy phép lái xe mới theo lộ trình do chính phủ quy định. Vào ngày 26 tháng 9, báo dân trí loan tin khoảng 22 triệu giấy phép lái xe sẽ phải đổi theo đó, trong bản cập nhật mới nhất của dự thảo luật Trật tự an toàn giao thông được Bộ Bộ Công an đã bổ sung điều khoản giấy phép lái xe không thời hạn được cấp trước ngày 1 tháng 7 năm 2012 phải được đổi sang giấy phép lái xe mới theo lộ trình do chính phủ quy định. Với mục đích để thuận lợi trong việc quản lý dữ liệu quốc gia về dân cư. Khoảng 22 triệu giấy phép lái xe sẽ phải đổi. Theo Công an thành phố Hồ Chí Minh nêu lý do một số bằng lái xe cũ, loại mẫu giấy phép lái xe giấy, khó tích hợp vào tài khoản định danh điện tử VNAID. Nguyên nhân có thể do thông tin cá nhân khi được cấp bằng lái xe và thông tin cá nhân trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hiện tại có sai lệch. Và công bố mức lệ phí cho một lần đổi giấy phép lái xe là 135.000 đồng. Dư luận xã hội đại đa số không đồng tình với đề xuất vừa kể trên của Bộ Công an và cho rằng có cần thiết phải đổi bằng lái xe cấp trước năm 2012 hay không? Tại sao hệ thống sai lại bắt dân phải lãnh đủ? Và vì sao nhà nước cứ đẩy những khó khăn về phía dân như vậy? Trong khi đó, giới chuyên gia thấy rằng không cần thiết phải đổi bằng lái xe về mặt kỹ thuật, dữ liệu dân cư Bộ Công an đã có rồi. Tàng thư lưu trữ càng cũng có rồi. Cứ việc nhập dữ liệu vào là xong. Đây là về mặt kỹ thuật, người dân đâu có thể chạy theo bộ công an cho được. Đồng thời cũng có rất nhiều ý kiến cho rằng đây là cách làm ăn của ngành công an. Nay vẽ cái này, mai vẽ cái khác để mà kiếm tiền chia nhau gây tốn kém cho người dân và xã hội. Nếu bộ công an cần phải làm thì phải làm miễn phí cho người dân. Đáng chú ý, có nhiều ý kiến phân tích và so sánh chỉ rõ, mỗi người chỉ bỏ ra khoảng 135.000 nhưng tổng số 22 triệu bằng cấp lái xe mới là con số rất lớn. Cụ thể, làm phép tính nhân quả sẽ thấy kết quả là 2.970 tỷ đồng, sau khi trừ các chi phí cũng còn lại ước chừng tới 2.500 tỷ đồng. Đó là một nguồn lợi nhuận khổng lồ Bộ Công an có thể chia nhau. Bộ Công an đề xuất thay giấy phép lái xe không thời hạn cấp trước năm 2012. Theo nhà báo Vũ Thịnh từ quận 2 Sài Gòn nói với tờ Thời báo.d, đổi 22 triệu giấy phép lái xe là do nhu cầu của nhà nước chứ đâu phải của dân. Thế nên nhà nước phải chịu mọi chi phí và không thể bắt dân bỏ công việc để đi làm thủ tục mà phải gửi đến tận nhà đổi cho dân. Tôi nghĩ đó là tư duy về nhà nước do dân và vì dân. Ngoài ra trên mạng xã hội còn có rất nhiều ý kiến bức xúc và mỉa mai như Giờ mới hiểu ý nghĩa thật sự của hai chữ đồng bào. Đồng bào nghĩa là bào đến từ đồng của dân hay như dễ kiếm tiền thế thảo nào cứ thấy ra mấy cái đề xuất để bảo người dân hết bắt đổi giấy phép lái xe máy bằng bìa cứng sang thẻ nhựa cứng lắp camera giám sát trên ô tô cá nhân giờ đề xuất khám sức khỏe định kỳ của người lái xe máy đề xuất nào cũng thu về cả đúng tiền của dân thì dạy gì không đề xuất tại một điểm kiểm tra của cảnh sát giao thông ở Hà Nội Ngoài ra còn có các ý kiến chỉ trích trực tiếp Bộ Công an cũng như Bộ trưởng Bộ Công an ông Tô Lâm khi cho rằng thời Pháp bọn nó ác thế mà chỉ cổ có một hai cái chồng. Thời này luôn hô hào là thiên đàng, là nhân văn, là một cổ có đến nghìn cái chồng. Bộ Công an dưới thời Tô Lâm liên tiếp đề xuất các chính sách móc túi dân. Cứ 10 chính sách thì hết 9 chính sách đi ngược lòng dân và để hành dân. Đúng là bọn đầy tớ phản chủ. Lâu nay Bộ Công an ra rất nhiều chủ trương móc túi dân như đổi biển số xe, đổi giấy chứng minh căn cước công dân, thay đổi thông tin cá nhân trên hộ chiếu hay là giấy phép lái xe vân vân đã gây quá nhiều phiền hà tốn kém cho người dân và ngân sách của quốc gia. Trong một bộ máy nhà nước thực sự của dân, do dân và vì dân, những điều này chắc chắn sẽ không xảy ra dân không phải chịu những tốn kém về thời gian, tiền bạc không đáng có. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Vì sao Bộ Công an dưới thời Tô Lâm liên tiếp diễn ra các chính sách móc túi dần. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo. Chấm đề.